Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ, để không mất thời gian quý báu của các quý vị, cho Nguyên chia sẻ cái bản tin mà Nguyên thấy là bữa nay, cái sự kiện vào bữa thứ Bảy là những cái sự kiện mà người ta nói rất là nhiều, đó là cái buổi họp. Cái buổi họp này tên là, nó cũng tên lạ lắm, cái gì? Manana. Nó cũng lạ cái tên không, Manana. Đây là một cái buổi họp, đặc biệt là do cái sự tổ chức của tụi, tổ chức là EES. EES là Viện Nghiên cứu Chiến lược. Thì cái sự tổ chức này đã gồm nhiều quốc gia ở tại Trung Đông mà mời nhiều quốc gia khác trên thế giới để tham dự cái buổi họp này ngày hôm nay, để tìm một biện pháp lâu bền, hòa bình giữa phía bên Do Thái và Palestine. Cho Nguyên nhắc lại một chút xíu lịch sử, là từ lúc mà Do Thái lập quốc đến nay, cái khởi nói là cái lập quốc khởi đầu là năm 1918, và thực tế lập quốc là năm 1948, xin lỗi. Thì đây là hai giai đoạn, từ đệ nhất thế chiến đến sau đệ nhất thế chiến và sau đệ nhị thế chiến. Thì từ lúc đó tới giờ chưa bao giờ Do Thái có một cái giây phút nào hòa bình thực tế hết. Cả trăm năm vừa qua thì cái sự giao tranh giữa Do Thái và Palestine nó đã có. Và chúng đó là cái lịch sử gần đây. Nếu mà chúng ta phải nói về lịch sử xa xôi hơn nữa thì chúng ta phải nói cách đây 2000 mấy năm về trước. Thì có thể nói là của nó là một cái lịch sử khá dài mà nó khá là phức tạp. Bởi vì cái lịch sử nó khá dài và nó khá là phức tạp, nó mới dẫn đến cái sự việc mà cái duy luận xã hội nó ủng hộ hoàn toàn khác nhau hết. Và cái điều đó nó đã dẫn đến cái sự mâu thuẫn giữa cái lực lượng Hamas đã tấn công vào Do Thái ngày 7 tháng 10 vừa qua, và nó dẫn đến cái thảm họa của ngày hôm nay mà chúng ta theo dõi đến bây giờ. Nên là cái buổi họp này họ làm sao tìm ra được một cái biện pháp để đem cái hòa bình bền vững lâu dài, mà không phải chỉ là một cái sự việc kết thúc chiến tranh hiện bây giờ và vài tháng sau, vài năm sau rồi cái bi kịch nó sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa. Nên là người ta đã mời tất cả những nhà chuyên gia về vấn đề địa lý chính trị, những nhà chuyên gia về chiến lược quân sự, có thể nói là tất cả những quốc gia đều được mời, đặc biệt là mời những nhà chuyên gia để mà tìm, ngồi lại với nhau, tìm những biện pháp để có thể giải quyết được cái mấu chốt căng thẳng của hai quốc gia đã kéo dài gần cả trăm năm, đặc biệt là lịch sử gần đây. Và trong cái buổi họp của họ thì có những cái lời phát biểu trái chiều khác nhau. Thí dụ, phía bên đại diện cho đất nước Jordani, thì phía bên đại diện cho Jordani họ cho rằng là cái cách mà Do Thái hiện bây giờ đó, họ đang tấn công vào Gaza, mà hình như là miền Bắc Gaza là hình như đã bao vây hoàn toàn. Nhưng họ cho rằng là chưa chắc Do Thái sẽ đạt được những cái thành quả, những cái gì mà Do Thái mong đợi, có nghĩa là hoàn toàn tiêu hủy lực lượng Hamas. Và họ cho rằng là chưa chắc Do Thái sẽ hái được cái thành quả mà Do Thái mong đợi, mà ngược lại Do Thái sẽ gặp những sự khó khăn khác, sự gào cản khác đến từ nhiều thế lực hay đến từ người dân Palestine. Thì đây là trong là những một cái quan điểm trong một cái buổi họp ngày hôm nay. Ngoài ra thì cô chú anh chị em, cái vấn đề mà đó nó thêm một cái vấn đề khác, đó là cái lời phát biểu của ông Joseph Borrell, đó là đại diện ngoại giao cho Liên minh châu Âu, thì ông ta cũng được mời. Thì ngày hôm nay thì ông Joseph Borrell, ông ta đã nêu lên một cái vấn đề, đó là theo cái quan điểm của ông ta, muốn giữ một sự hòa bình lâu bền thì cái khu vực Gaza này Ukraine không thể quản lý được. Sau cuộc chiến thì ông ta kêu gọi cái nơi này phải chính thức để cho lực lượng Palestine là người quản lý. Các vị cũng biết là cái lực lượng Hamas nó đã quản lý Gaza, mà trong nguyên là Hamas không phải là Palestine. Cái điều đó chúng ta hay lẫn lộn và chúng ta hay ngộ nhận. Hamas là một cái lực lượng
nó là lực lượng liên minh mà chúng ta có thể dùng hiện bây giờ là một cái lực lượng khủng bố. Nó liên minh với Hezbollah, nó liên minh với cực đoan Hồi giáo và nó liên minh với nhiều tổ chức khác. Nên là chúng ta đừng có lẫn lộn giữa người dân Palestine, chính phủ Palestine hay là lực lượng Hamas, không giống nhau. Chúng ta đừng có nên cái gì chúng ta trộn chung một chỗ, chúng ta phải cần phân biệt rõ. Vì nếu không thì chúng ta dễ sẽ đánh giá sai một cái sự thật đang diễn ra. Cái sự việc dẫn đến ngày hôm nay chỉ là một cái số lượng nhỏ, một cái tổ chức Hamas, chứ không phải là tổ chức Palestine. Nên lý do đó thì ông Joseph Borrell, ông ta nói tốt nhất là sau cuộc chiến thì hãy để cho chính phủ Palestine là người điều hành. Vì như vậy đó thì nó sẽ không xảy ra cái mâu thuẫn và nó sẽ không xảy ra cái sự xôn đột giữa người dân và đất nước Do Thái. Đây là một cái quan điểm mà ông Joseph Borrell ông nêu lên. Nhưng cái quan điểm này thì các quý vị cũng biết đó, là Do Thái họ chưa có chấp nhận. Vì theo cái cách phát biểu của ông thủ tướng của Do Thái đó là ông Netanyahu đó, thì ông đã nói rồi là sau cuộc chiến ông muốn quản lý an ninh ở tại Gaza mãi mãi. Thì cái điều đó là cái điều mà người ta ngày hôm nay trong cái buổi họp người ta mổ xẻ rất là nhiều. Người ta mổ xẻ về cái vấn đề vậy Do Thái quản lý bằng cách gì? Do Thái phải chăng phải gửi lực lượng quân đội của mình đóng giữ ở tại khu này mãi mãi? Vậy thì ai là người quản lý, có khác biệt gì đâu? Nên là ngày hôm nay thì cái cách tranh cãi, vì cái cuộc chiến tranh nó sắp sửa trong một cái giai đoạn sắp sửa kết thúc rồi, thì chúng ta đều biết có đánh gì nữa đâu, nó thực tế không có đánh gì bao nhiêu cả. Chỉ có Do Thái đánh thôi, còn Hamas sẽ đi núp thôi. Hamas bây giờ chạy trốn giống như là chuột xuống ống cống vậy đó. Cứ ló đầu lên để kiếm ăn, rồi thấy bơm đạn thì chui xuống, rồi thấy rắn rắn thì ló đầu lên, chứ có đánh gì đâu. Thực tế trong cái cuộc chiến tranh mấy ngày gần đây nó đâu có cái cuộc giao tranh. Nó là cái cuộc săn đuổi. Nguyên phải nói một cái câu chính xác. Khi chúng ta nói giao tranh là hai lực lượng họ bắn với nhau. Còn đây hiện bây giờ nó không phải là cuộc giao tranh. Đó là cuộc săn đuổi. Và Hamas bây giờ cũng giống như con chuột vậy đó. Cứ mà giờ lúc mà nghe tiếng bơm đạn thì chui xuống hầm. Khi mà thấy rắn rắn rồi thì bò lên trên đi kiếm ăn coi kẻ địch nằm ở đâu. Rồi thấy thả bơm, thả đạn bắn thì chui xuống hầm tiếp tục. Nó có đánh trực tiếp đâu. Có đánh đâu. Chúng ta đâu có thấy lực lượng cầm súng bắn hai bên đâu. Hay là pháo hai bên bắn đâu, hoàn toàn không có điều đó. Nên hiện bây giờ là cái tình hình là cái cuộc săn đuổi. Săn đuổi lực lượng Hamas. Nên là cuộc chiến tranh thì nó đã nằm ở trong một cái giai đoạn nó sắp sửa kết thúc. Nên là người ta mới bàn rất là nhiều về vấn đề tương lai và làm sao có một cái cuộc hòa bình bền vững. Thì ngày hôm nay cái buổi họp này á, nó nguyên không biết là nó sẽ đem lại cái kết quả gì hay không. Nhưng đây là một cái buổi họp mà người ta đánh giá là vô cùng quan trọng. Và người ta sẽ tìm được một cái biện pháp để giải quyết cái mấu chốt. Ngoài ra đó thì phía bên nhiều quốc gia Trung Đông, họ khi lúc mà họ có nói chuyện với ông Joseph Borrell là đại diện cho Liên minh châu Âu, thì họ đã kêu gọi Liên minh châu Âu hãy tác động đến Do Thái và để kêu Do Thái ngừng cuộc chiến. Thì cái sự kêu gọi này nó không phải là một lần. Các quý vị cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua thì biết bao nhiêu tổ chức trên thế giới đã kêu gọi, cả luôn Liên Hiệp Quốc, rồi G7, rồi nhiều tổ chức khác, chưa nói là đến những cái tôn giáo, tất cả tôn giáo, những nhà lãnh tụ tôn giáo đã đều kêu gọi hết, cả luôn đạo Công giáo, nhiều tôn giáo trên thế giới, Hồi giáo, đạo gì họ cũng có kêu gọi. Nhưng thực tế chính quyền của Do Thái họ giữ nguyên cái lập trường của mình. Thứ nhất là ngày nào chưa thả con tin thì ngày đó không có ngừng bắn. Đó là một. Thứ hai là mục tiêu trước của họ là nhổ cỏ tận gốc và không muốn lực lượng Hamas còn tồn tại để có thể tái diễn cái sự khủng bố ngày 7 tháng 10 vừa qua nữa. Và đó là cái quyết tâm của họ.
Và trong thời gian vừa qua thì hàng loạt những quốc gia trên thế giới đã kêu gọi, thì chúng ta không thấy bất cứ một cái quốc gia nào có đủ tầm cỡ để mà tác động hết. Thì trong những cái lời phát biểu của Nguyên thì Nguyên nói đùa cho nó vui đó, là có Việt Nam và Cuba đó, thì các quý vị cũng biết rồi đó, mà Nguyên hay chim trong diễn đàn của mình để cho chúng ta có cái nụ cười. Thì chúng ta cũng biết là Việt Nam và Cuba của chúng ta thực tế thì làm được cái gì người ta? Ê trời, cả Mỹ mà không làm được gì hết, Do Thái, cả Pháp, Đức thì làm sao Việt Nam và Cuba? Tại Nguyên nói cho nó vui vậy thôi, để cho diễn đàn chúng ta có những cái không khí hài ước, để nghe thông tin mà nó bớt chán đó mà, bớt chán. Nên là hiện bây giờ những cái nỗ lực và kêu gọi tạm thời ngừng bắn vẫn chưa tác động được với Do Thái. Do Thái vẫn giữ nguyên cái lập trường cứng rắn của mình và không bị tác động bất cứ một cái thế lực nào cả. Tới bây giờ. Nên là ngày hôm nay có một bản tin cũng khá là lý thú. Đó là Tổng thống Joe. Tổng thống Joe đã có cuộc nói chuyện điện thoại với chính phủ Qatar, người đồng cấp của mình. Và Tổng thống Joe đã kêu gọi cái chính phủ Qatar với Mỹ, chúng ta hãy nỗ lực và giải cứu con tin ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Cái câu ông ta dùng là ngay bây giờ, không chờ đợi gì nữa. Thì cho Nguyên nhắc lại con số con tin đó, nó khoảng tầm 240 người. Chữ khoảng, vì chúng ta không biết là con tin còn sống hay đã chết. Chúng ta cũng chưa biết là con số chính xác là 240 người hay là con số nó nhiều hơn là ít hơn. Nên thực tế thì cái con số Nguyên dùng cái chữ khoảng để chúng ta biết là như vậy. Thì Nguyên không biết là Tổng thống Joe sẽ dùng cái biện pháp nào để mà tác động với đất nước Qatar, là cái đất nước trung gian, để giải cứu con tin trong thời gian gần đây. Và làm sao giải cứu được con tin. Đặc biệt là gần đây chúng ta nghe nhiều tin đồn về con tin lắm. Đầu tiên nhất là 50 ngày ngừng bắn để thả hết con tin. Sau đó 5 ngày ngừng bắn để thả 70 con tin. Gần đây nhất là 3 ngày ngừng bắn để thả 7 con tin. Nó thực tế là Nguyên không thấy thả con tin nào hết á. Và Nguyên cũng không thấy ngừng bắn. Và những cái tin mà nghe cái tin phong phanh đó đây để giải cứu con tin, thì ngày hình như là 1-2 ngày nào Nguyên cũng nhận cái bản tin đó. Nhưng mà với cái tình hình cụ thể thì Nguyên chưa thấy bất cứ một con tin nào được trao đổi để cái vấn đề ngừng bắn mà được chấp thuận cả hai bên cả, chưa thấy. Khi lúc đó những gia đình nạn nhân, những cái gia đình mà bị con tin bị bắt đó, người ta đi kêu cầu cứu khắp nơi. Người ta đầu tiên là người ta cầu cứu Do Thái, người ta thấy không xong, thấy Do Thái phất lờ. Người ta đi cầu cứu quốc hội của Pháp, không xong. Người ta đi cầu cứu quốc hội của Mỹ, cũng không xong. Bữa nay thì người ta đi cầu cứu Đức Giáo Hoàng. Thì một chánh phủ làm không được thì Đức Giáo Hoàng được làm được cái gì? Nhưng mà bởi vì gia đình đang bị bắt, và một thời gian càng kéo dài chừng nào thì cái niềm tin sống sót nó càng ít. Và người ta tìm đủ thứ biện pháp để mà đi kêu gọi, tìm để cứu con tin. Nên ngày hôm nay thì Tổng thống Joe đã nói chuyện với phía bên chính phủ của Qatar và kêu là giải cứu con tin ngay lập tức. Thì Nguyên không biết là sẽ làm như thế nào, và trong những ngày kế tiếp chúng ta có thể nhận được những cái bản tin để trao đổi con tin để tạm thời ngừng bắn hay không thì Nguyên không biết. Và trong Nguyên nói một cái câu một cách công tâm, Do Thái không muốn ngừng bắn vì Do Thái không muốn cuộc chiến tranh này nó quá chậm, nó phải đánh lẹ. Vì Do Thái biết là càng chậm chừng nào thì Do Thái bị càng áp lực chừng ấy. Nên là Do Thái muốn đánh nhanh, thắng nhanh, mà giảm bớt thương vong binh sĩ của Do Thái tối đa. Và Do Thái không muốn cho cái thời gian nào ngừng bắn hết. Vì thời gian ngừng bắn là thời gian kéo dài, mà thời gian kéo dài thì bị áp lực của xã hội tác động đến Do Thái rất là lớn. Nên cái điều đó Do Thái họ không muốn. Thì đây cũng là một cái điều mà tranh cãi tại Do Thái. Tại sao Nguyên nói là cuộc xuống đường biểu tình nó không phải xuống đường biểu tình ở tại quốc gia trong Trung Đông đâu, không, cả tại Do Thái, người dân Do Thái họ vẫn xuống đường biểu tình chống đối với chính phủ khi chính phủ không có tìm biện pháp để giải cứu con tin. Chứ không phải là người dân ở tại Trung Đông, người dân Do Thái ở tại Do Thái. Đó là bản tin liên quan đến con tin mà Tổng thống Joe Biden cũng đang cố gắng nỗ lực để mà giải cứu, vì vấn đề con tin cũng là cái vấn đề mà người ta bận tâm nhiều nhất, các quý vị. Và Nguyên không biết là lực lượng Hamas họ có suy nghĩ là tìm biện pháp giải quyết con tin để kéo dài ngừng bắn không.
Vì thực tế cái lời cam kết của phía bên Do Thái là gì? Khi nào thả con tin thì lúc đó chúng ta mới đàm phán về vấn đề ngừng bắn. À, đó là cái nếu Hamas thả con tin mà Do Thái không ngừng bắn thì lúc đó không biết người ta đánh giá như thế nào. Nên là Nguyên không biết là cách nỗ lực của phía bên chính phủ của Qatar là một cái quốc gia đứng ra trung gian có giải quyết được cái vấn đề này hay không. Đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Joe. Sẵn tiện nói về Tổng thống Joe thì chúng ta sẽ nói cái buổi họp APEC ở tại Francisco với cái sự hiện diện của ông Tập Cận Bình, rồi Chủ tịch nước Việt Nam Bác Thưởng nhà ta và nhiều những nhà lãnh tụ khác. Trong cái buổi họp đó thì họ có nêu lên cái vấn đề xung đột giữa Israel và Hamas. Các cô chú anh chị em. Và mình muốn chia sẻ cái quan điểm đó cùng các quý vị để cho các quý vị thấy rõ được là cái buổi họp đó nó tầm quan trọng như thế nào. Thì chúng ta đều biết cái buổi họp đó thì có ông Tập Cận Bình với Hoa Kỳ. Thì cái buổi họp đó người tiêu là APEC về vấn đề thương mại Á Châu. Và có nhiều quốc gia Á Châu được mời. Và cái buổi họp đó thì mục đích chính là gì? Để mà ban giao về kinh tế, giao thiệp. Nhưng ngoài đó ra thì còn cái vấn đề Mỹ và Trung Quốc để giải quyết cái mấu chốt căng thẳng. Nhưng trong cái buổi họp đó, phần lớn người ta vẫn nêu lên vấn đề căng thẳng trên khắp nơi trên thế giới. Và trong đó có vấn đề Do Thái và Hamas được đưa lên bàn thảo luận của ngày hôm qua. Thì trong cái buổi họp đó thì có hai quốc gia mà chúng ta đều biết. Ở Á Châu chúng ta có hai quốc gia đòi đạo Hồi giáo. Và ít có ai để ý, người dân Hồi giáo nhiều nhất, cái quốc gia nhiều nhất chính là Indonesia. Dân số Indonesia khá đông, mà người dân đạo Hồi giáo không. Nên là tại Á Châu chúng ta có hai quốc gia, Mã Lai và Indonesia là đạo Hồi giáo. Nên là trong cái buổi họp đó họ đã nêu lên rất là nhiều và họ đã kêu gọi Hoa Kỳ phải can thiệp tối đa, phải ngăn chặn tối đa cuộc chiến tranh này tiếp diễn. Và họ cũng đã có lên án Do Thái với những cái hành động gần đây. Và họ cho rằng họ không thể chấp nhận được họ có lên án Do Thái. Và trong cái buổi họp đó thì họ đã nêu lên và họ kêu gọi chính phủ Mỹ phải tác động đến Do Thái và kêu gọi cuộc chiến tranh hãy ngừng bắn ngay lập tức. Thì cho chúng ta thấy rõ được là cả thế giới, cả Á Châu chúng ta, những cái quốc gia Á Châu, thì bữa đó là buổi họp phần lớn là cái buổi họp chính là mời những quốc gia Á Châu mà. Thì những quốc gia Á Châu chúng ta cũng đang bận tâm về tình hình cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas. Bởi vì nó người ta sợ các cái vậy. Cho Nguyên nhắc là lịch sử là người ta kêu đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến là cái gì? Đó là một cuộc chiến tranh nhỏ. Nó bắt đầu bùng phát ra, nó có những cuộc chiến tranh khác. Rồi đầu dây mối nhợ nó ra cuộc chiến tranh khác. Rồi dần dần nó trở thành một cái cuộc tranh trên toàn cầu, toàn vẹn. Nó kêu là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Và trong lịch sử lúc nào nó cũng bùng phát với những cuộc chiến tranh nhỏ nhỏ như vậy. Rồi nó dẫn đến cái thảm họa của nhân loại mà chúng ta đều biết trong lịch sử. Thì bây giờ ai cũng sợ. Với cái bối cảnh căng thẳng thế giới ngày hôm nay, với cái tình hình kinh tế đang vô cùng suy yếu, thì người ta rất là lo là hai cái cuộc chiến tranh mà chúng ta đều biết là Ukraine và Nga, giữa Israel và Hamas, nó sẽ lòi ra một cuộc chiến khác nữa. Rồi nó lòi ra nữa. Có nghĩa là cái vấn đề chưa giải quyết thì nó lại lòi thêm cái khác. Nên là người ta muốn giải quyết cái vấn đề này chứ. Cái nào người ta giải quyết được thì đối với người ta đó, giữa Ukraine và Nga thì rất là khó giải quyết. Vì ông Nga là người xâm lược. Giữa Israel và Hamas là cuộc chiến tranh nhỏ và có thể giải quyết được. Nên là người ta muốn giải quyết cái vấn đề này trước. Đây là bản tin liên quan đến cái buổi họp ở tại Mỹ, buổi họp APEC ở Mỹ. Và người ta nêu lên vấn đề Israel và Hamas để cho các vị thấy rõ được là cả thế giới bận tâm. Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra trong trận chiến giành thành phố công nghiệp Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Một đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu cực kỳ cam go mới đây được các chương trình quân sự của Kiev công bố đã khiến nhiều người xem lạnh gáy. Ở một diễn biến nóng khác, Ukraine tấn công Donetsk bằng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tatanyu. Trong khi đó, tổng thống tiếp theo của Nga phải giống như Putin, phát ngôn Điện Kremlin đổ thêm dầu vào tin đồn người kế vị ông Putin.
một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Khả năng Hamas sụp đổ sau các đòn đánh dồn dập của Israel. Quân nổi dậy Myanmar tập kích UAV giữa lễ kỷ niệm quân đội. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Hồng Nhạn, mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ấn lạnh trước cuộc tấn công địa ngục của Ukraine và quân Nga trong chiến dịch đánh chiếm Bakhmut. Vâng, kính thưa quý vị, các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra trong trận chiến giành thành phố công nghiệp Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine. Một đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu cực kỳ cam go mới đây được các chương trình quân sự của Kyiv công bố đã khiến nhiều người xem lạnh gáy. Vào cuối ngày thứ Năm, 16 tháng 11, đoạn clip dài 3 phút được lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine đăng trên Telegram cho thấy một trận chiến khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine. Đoạn phim cũng được chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, bởi hãng truyền thông Đông Âu Netstar. Video được mô tả là cho thấy một cuộc tấn công địa ngục nhằm vào Bakhmut. Tại thời điểm bài viết, video đã được xem hơn 579.000 lần. Không rõ đoạn video được quay khi nào. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email nhưng chưa được phản hồi. Thành phố Bakhmut bị tàn phá đã chứng kiến một số cuộc đụng độ khốc liệt nhất trong cuộc chiến. Ukraine cho biết đã phá hủy một số lượng lớn xe tăng và thiết bị của Nga theo hướng Bakhmut, trong khi nước này tiếp tục nỗ lực phản công nhằm giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ trong suốt cuộc chiến. Lữ đoàn xung kích số 3 nói trong một bài đăng trên Telegram, chia sẻ đoạn video chiến đấu. Một cuộc tấn công địa ngục vào Bakhmut, nó được quay bằng camera GoPro bởi chỉ huy của nhóm tấn công, người có biệt danh là Makar. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam thành phố và đẩy lùi 24 cuộc tấn công của Nga ở gần Ivanovka, cách Bakhmut 6 km về phía tây và gần Klitschka và gần Andriivka. Phó chỉ huy lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 Maxim Jorin nói với đài phát thanh NV của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Năm ngày 16 tháng 11 rằng cuộc chiến trong thành phố Bakhmut nói riêng và khắp Ukraine nói chung thực sự giống chiến tranh thế giới thứ nhất. Ukraine tấn công Donetsk bằng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu. Quý vị thân mến, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Rogoz, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia, cho biết quân Nga đã cố thủ tại các vị trí ở phía bắc tỉnh Zaporizhia và đang mở rộng sang các khu vực lân cận. Ông Rogoz nói thêm rằng lực lượng Nga đã bắt giữ 4 binh sĩ Ukraine và phá hủy 2 thiết giáp của đối phương sau một cuộc tiến công thất bại của Kyiv ở gần làng Verbu, Zaporizhia. Tại Kherson, người phát ngôn của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp tỉnh Kherson cho biết lực lượng Nga đã phá hủy 5 tàu quân sự, một khẩu súng cối và một cụm nhân lực của Ukraine ở tỉnh này. TASS dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói rằng quân đội Nga ngày 17 tháng 11 đã phá hủy một sở chỉ huy Ukraine gần Donetsk. Ông Gagin cho biết một số người đã thiệt mạng sau vụ tấn công trên. Cũng tại Donetsk, Nga cho biết quân đội Ukraine ngày qua đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu để tấn công một ngôi làng ở Donetsk, đánh dấu lần đầu tiên Ukraine sử dụng trở lại hệ thống này kể từ tháng 8. Theo báo cáo, hai ngôi nhà đã bị hư hại sau vụ pháo kích nhưng may mắn không có thương vong về người. Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một ngôi làng ở Belgorod trong ngày 17 tháng 11. Ông Gladkov cho biết trên Telegram, nói thêm rằng các đội phản ứng đã đến hiện trường để xử lý hậu quả. Làng Novaya Tavozhanka bị UAV Ukraine tấn công. Không có thương vong, UAV này đã thả thiết bị nổ trúng một tòa nhà dân cư khiến tòa nhà bốc cháy. Một ngôi nhà gần đó cũng bị hư hại nhẹ. Ông Mikhail Rasvozayev, thống đốc thành phố Sevastopol ở Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết hệ thống phòng không Nga ngày qua đã bắn hạ 2 mục tiêu trên không ở phía bắc Biển Đen. Ông Rasvozayev cho biết thêm, không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng được báo cáo.